Chàng trai khiếm thị hát cùng Mỹ Tâm. Tôi không thích nổi tiếng, nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Kể từ sau hành động đẹp của Mỹ Tâm trong đêm Noel, cái tên Đức Mạnh, chàng trai khiếm thị, song ca cùng nữ ca sĩ trong đêm Noel khiến nhiều khán giả tò mò. Công chúng lại càng chú ý hơn khi mà Mỹ Tâm tiếp tục mời Đức Mạnh hát trong live show mừng sinh nhật của mình tại Hà Nội. Chia sẻ về buổi biểu diễn trong đêm sinh nhật Mỹ Tâm, Đức Mạnh cho hay, với anh đó là một kỷ niệm đáng trân trọng. Trước đêm Noel, tôi ít khi nghe nhạc của chị Tâm, vì dòng nhạc của chị Tâm hát lại là trẻ, tôi chỉ thích bolero thôi. Nhưng thỉnh thoảng, tôi có nghe một số bài của chị Tâm được phát trên đài, như Quê hương tuổi thơ tôi, Cây đàn sinh viên, Hát với dòng sông. Dù không nghe dòng nhạc của chị Tâm, nhưng tôi biết chị ấy là một ca sĩ nổi tiếng. Khi tiếp xúc rồi, tôi lại thấy chị Tâm không chỉ nổi tiếng, mà còn là một người có trái tim nhân hậu, một người tuyệt vời. Vài tuần sau, trợ lý của chị Mỹ Tâm gọi cho tôi và nói rằng muốn mời tôi tới buổi sinh nhật của chị Mỹ Tâm. Nhưng mọi người không hề nói rằng địa điểm là ở đâu và tôi sẽ làm gì trong buổi hôm đó. Khi đến nơi, tôi mới biết là được hát ở một sân khấu lớn như vậy. Thực sự tôi rất vui, vì bình thường tôi chỉ hát trên sân khấu của Trung tâm Nghệ thuật Nhân đạo Thăng Long. Khi được chị Tâm mời tới, tôi cảm thấy vinh dự lắm. Lời hứa giúp Đức Mạnh thu âm và phát hành CD có ca khúc Sầu tím tiếp hồng khiến cho nhiều người đồn đoán rằng Mỹ Tâm sẽ giúp Đức Mạnh đi biểu diễn chuyên nghiệp. Tuy nhiên Đức Mạnh đã phủ nhận thông tin này. Mạnh cho hay bản thân anh không hề thực sự nổi tiếng. Sau đêm Noel, mọi người chú ý tới tôi nhiều hơn và tôi nghe mọi người nói rằng tôi nổi tiếng. Gia đình tôi cũng tự hào khi nhiều người biết tôi và khen tôi hát hay nổi tiếng. Nhưng bản thân tôi thì lại không thích điều đó lắm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, công việc của tôi và cả đoàn. Mọi người gọi điện, hỏi han, đề nghị tôi đi diễn ở một vài điểm thì cũng vui, nhưng nó lại ảnh hưởng đến công việc của tôi ở trung tâm, nên tôi không thích lắm. Tôi vào trung tâm nghệ thuật từ đầu năm 2015 tới nay, mới 2 năm thôi, nhưng tôi cảm thấy rất gắn bó. Bây giờ tôi sống ở trung tâm luôn, sinh hoạt, học tập cùng mọi người, thỉnh thoảng mới về nhà. Sống ở trung tâm, mọi người cùng hoàn cảnh nên rất gắn bó và tình cảm. Đi đâu xa vài ngày, tôi đã cảm thấy nhớ và chỉ muốn về với mọi người. Thế nên trong trường hợp chị Tâm có đề nghị tôi đi hát, thì tôi cũng chỉ nhận lời diễn một vài buổi thôi chứ không đi nhiều đâu. Đức Mạnh cũng cho hay, việc thu âm ca khúc Sầu tím tiệp hồng và phát hành đĩa cũng chỉ là để lưu niệm, chứ không phải để bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Hôm Tết Dương Lịch vừa rồi, tôi đã thu âm ca khúc Sầu tím tiệp hồng, nhưng tôi cũng chưa biết khi nào thì bản thu sẽ được ra đĩa. Chị Tâm còn nói khi nào phát hành đĩa sẽ tặng đĩa cho tôi và cả đoàn. Tôi thu âm bài hát đó như là cách để lưu giữ kỷ niệm đẹp với chị Mỹ Tâm, chứ không phải là để lấn sân đi hát chuyên nghiệp đâu. Tôi cũng không muốn tham gia một cuộc thi hát hay cuộc thi tìm kiếm tài năng gì cả, vì tôi nghĩ mình không thể thành công ở những chương trình đó. Ước mơ nhỏ nhoi và duy nhất của tôi lúc này chỉ là sau này khi giọng hát không còn tốt như bây giờ nữa, tôi có thể kiếm được một công việc nào đó. Tôi rất mong mình có thể làm nghề tầm quất massage, nghề này khá ổn định và phù hợp với hoàn cảnh của tôi.